Cô là đọc sách và nấu ăn. Cô ước mơ trở thành một người giáo viên giỏi để
xin mời thí sinh hai số 25 ông Thị Thu Vân từ trường Tiểu học Bình Xuân Hai. Thí sinh ông Thị Thu Vân cao 1m88, cân nặng 45kg. Cơ sở chung là nấu ăn và nước uống cho các nhà trường trong trường. Không có học sinh nào có học trường hoàn cảnh. Tiếp theo là phần điểm chung của những thí sinh thứ hai.